gì đó cho em hết hả? Nói gì? Hôm nay là sinh nhật của em mà. Ủa, anh Minh. Ai xin? Anh kia xin hiến đó, chị đang bị bệnh, chúng ta đến xuống thăm. Dạ, cảm ơn anh. Còn con sao? Mấy ba ba những bạn trai vậy ra mắt chứ. Để thu là thu con Phương đó nha. Tao xin lỗi mà. Vì lá thư này có thể khiến mày bất ngờ, nhưng tao không thể làm khác được. Tao phải đi thôi. Tao với mày không thể sống chung được nữa. Xuân Hiếu ơi, mày đi đâu vậy Hiếu? Alo, anh Minh hả? Ái Phương à, em lên khi nào vậy? Em cũng mới lên. Hôm nay Hiếu có đi làm không anh? Nhắc tới Xuân Hiếu là anh bực bội đây nè. Công ty có biết bao nhiêu việc mà cô ấy xin nghỉ. Cô ấy có ở chỗ em không? Anh Minh à, anh đã nói gì với Xuân Hiếu vậy? Anh biết á, là em với Xuân Hiếu thân với nhau không? Em không muốn bất kỳ chuyện gì làm ảnh hưởng tình cảm của em với nó hết đó. Xuân Hiếu rất thích anh. Anh cũng biết điều đó mà đúng không? Anh có biết là hôm nay Hiếu đã bỏ nhà đi rồi không? Ai Phương. Tao tắm xong rồi, mày tắm đi. Tao đọc báo chút rồi tao mới đi tắm. Có chi đâu mà buồn, con Phương nó đi công tác chứ có đi luôn đâu. Mà cũng ngộ ha, tao thấy mày với con Phương còn hơn người yêu nữa đó. Đứa này mới vắng nhà có một ngày mà đứa kia đã buồn như vậy rồi. Đợt này nó đi công tác ở đâu vậy mày? Nó đi Vũng Tàu rồi. À, mà quên nữa, Mr. Thành cứ nhắc tới mày hoài đó. Mày nghỉ học làm bộ tứ của mình mất một đứa. Thì có gì đâu, muốn gặp thì cứ gặp thôi. Thôi đi bà, bà nghỉ học để đi làm. Tôi biết công việc của bà bận như thế nào rồi, làm gì còn thời gian để đi chơi. Chào rồi em. Em đang tìm số điện thoại của bạn Xuân Hiếu nè, mà không tìm thấy. Cũng là lỗi tại em mà. Tự nhiên lúc trước á, em không xin số điện thoại của mấy người đó, bây giờ tìm không có rồi nè. Em đừng có tự trách mình như vậy vô lý lắm. Đâu em muốn chuyện xảy ra như vậy đâu. Thôi, để tìm phụ em. À, đây nè. Em xem phải không? Đúng rồi, cầm giùm em. Alo, tôi nghe. Cho hỏi, có phải là Hoàng Dung, bạn của Xuân Hiếu không ạ? Dạ đúng rồi, chị xin lỗi ai vậy? Vậy hả, mình là Ái Phương, bạn của Xuân Hiếu nè. Ái Phương, Ái Phương. Bạn của Xuân Hiếu. Sao Dung? Phương, con Hiếu hơi trọng quá, Phương vô đi. Anh coi về nhà trước đi, có gì em gọi cho anh sau nha. Thôi vậy đi. Chào cô Dung nghe. Quái lạ con Dung này, nói đi mua đồ mà đi đâu mất tiêu. Xuân Hiếu đang ở trong đó đó, Phương vô đi, Dung ra ngoài có chút chuyện.
Hiếu, cái con Dung này. Hiếu, anh tới đây làm gì vậy? Thôi mà, đừng có giận tao nữa. Về nhà đi. Thật sự anh Minh Ảnh, mày đừng có nói gì nữa hết á, tao không muốn nghe. Mày không muốn nghe cũng phải nghe nữa. Tại vì nếu như mà mày không cần phải nói gì hết đó, bây giờ mày trả lời tao một câu thôi. Tụi đó, anh Minh có xuống với nhà mày không? Có. Anh Minh xuống vì hai mẹ tao bệnh. Không cần nói cũng biết mà, bữa đó sinh nhật của tao, ảnh vì mày hả, ảnh còn gây gổ với tao rồi kiếm chuyện bỏ đi mất tiêu à. Vì mày mà ảnh lặn lội xuống tận dưới quê kiếm mày. Đủ thế là ảnh đối xử với mày như thế nào rồi. Trời ơi, tao mệt mày quá. Mày hiểu lầm rồi. Tao với anh Minh á, không có chuyện gì xảy ra với nhau hết á. Ảnh xuống á, tao cũng bất ngờ dữ lắm. Mà chuyện của mày á, càng làm tao bàng hoàng hơn. Tao chơi với mày từ nhỏ tới lớn rồi, chẳng lẽ mày không hiểu tao? Mày không tin tao hả Hiếu? Vậy sao mẹ tao nói mày dắt bạn trai về quê? Trời ơi, thì chắc là vì tao hiểu lầm thôi. Mày bình tĩnh nghe tao nói được không vậy? Tao biết là mày có tình cảm với anh Minh, không lẽ tao lại... Trước mắt á, ngoài công việc ra, tao không nghĩ tới chuyện gì hết á. Mày không thấy hả, lúc nào tao cũng muốn dung dán tình cảm của mày với anh Minh sao? Vậy sao anh đối xử với mày đặc biệt dữ vậy? Tao không biết anh Minh nghĩ gì, nhưng mà tao hiểu rất rõ cảm xúc của tao. Tao khẳng định với mày một điều á, là tao chỉ coi anh Minh như là một người bạn tốt thôi. Cái gì vậy? Ủa sao mày cười? Ê, hết giận tao rồi hả? Hả? Có giận mày đâu. Nhìn mặt mày căng thẳng nãy giờ tao kìa muốn chết luôn. Trời ơi, cái con nhỏ này mày làm cho tao hồi hộp muốn chết luôn vậy đó. Thôi, mày chọc chồng tao hả? Tao đâu hàng. Tao hỏi nè, sao bữa đó mày bỏ đi mà còn chiếc thư để lại cho tao làm gì nữa? Hả? Cái bữa đó, mẹ tao gọi điện thoại cho tao, nói là mày dắt bạn trai về quê. Tao ghê quá trời luôn. Tụi đó mù quáng hết rồi, còn suy nghĩ được gì nữa. Tối hôm đó tao không ngủ được, khóc tùm lum luôn. Mà mấy ngày nay tao cũng suy nghĩ kỹ rồi. Mày có lỗi gì đâu, tao đúng là con ngốc thiệt. Không lẽ vì chuyện này mà mất tình bạn của hai đứa. Mày đó nha, làm tao lo muốn chết luôn vậy đó. Mày hiểu được như vậy rồi, tao mừng lắm. Nhưng mà sao hết giận rồi, không đi về đi. Ở đây làm gì nữa cô hai? Hả? Thì lỡ phóng lao thì phải theo lao chứ. Ở nhà đi bụi rồi, không lẽ giờ bò về quê lắm. Đợi người ta tới đón mới có giá chứ. Hay quá. Tao thấy mày tới mà muốn chết luôn à. Nhưng mà lỡ sắm tuồng thì phải diễn cho trọn vai chứ. Bây giờ làm sao đây? Phạt mày mới được. Cho mày chừa đúng không? Cho mày chừa nè. Dừng lại. Tao chừa nè. Thưa cậu, con mới về. Cậu cứ để con. Chú Minh à, cháu đi làm đã mệt rồi, cháu không nghỉ ngơi vài bữa mà còn dạy bơi làm gì cháu? Tháng này con đã nghỉ vài ngày rồi, bây giờ nghỉ nữa sao được cậu. Với lại con đi chạy bơi cho người ta cũng rèn luyện sức khỏe luôn. Cháu có biết tại sao mà con Hiếu nó nghỉ làm mấy ngày nay không? Con không biết, chắc có lẽ cô ấy có việc riêng. Cháu có làm gì cho nó buồn không? Dạ không. Con không biết, chắc có lẽ cô ấy có chuyện riêng gì đó. Hay là cháu đã làm gì cho nó giận?
Hôm con bỏ việc đi thăm ai á, cậu đã thấy nó khác khác rồi. Qua ngày hôm sau á, nó xin nghỉ luôn. Cậu có suy nghĩ riêng của cậu, làm sao con biết? Cậu có làm gì cho cô ấy giận đâu. Cháu không làm gì cho nó giận. Sao nó nghỉ việc? Cậu còn chưa hỏi sao bữa đó cháu bỏ đi gấp như vậy. Hai đứa có chuyện gì rồi phải không? Khổ quá, con đã nói với cậu rồi, con với cô ấy chẳng có gì với nhau cả. Mà chuyện của con cũng không có dính dáng gì đến cô ấy. Nhưng mà cậu đừng lúc nào cũng nghĩ là con liên quan đến những chuyện vui buồn của cô ấy hết. Thôi được rồi, chuyện của tụi cháu á, tụi cháu tự giải quyết với nhau đi. Còn công việc á, cháu gọi Xuân Hiếu đi làm đi. Dạ, con sẽ gọi. Lên xe em vào đường nha. Có gì có đâu, chỉ có nhà sơ cư của anh lúc nào em cũng có. Em tự nhiên vào nhà người khác như vậy là không được. Sao lại không được? Bộ em thấy em xa lạ với nhau lắm à? À, thì ra là có ý định dẫn ai về đây. Em mới sợ bị bắt gặp không? Anh đã có em rồi thì anh đâu dám để mắt tới một ai khác. Mà hôm nay em tới đây có chuyện gì? Ông Phú á, dạo này hạ tiện với em lắm, làm em bực bội. Em thông cảm, dạo này tình hình ông Phú khác trước nhiều rồi. Anh, giúp em một chuyện đi. Chuyện gì? Cho lão Phú một bài học. Nhưng lúc này anh bận lắm, những chuyện như vậy anh không có thời gian. Nhất định anh phải giúp em, vì cũng có lợi cho anh đó. Vậy em muốn anh làm cái gì? Nếu chuyện này thành công, anh sẽ có một khối bằng chứng ăn chả của lão. Tới lúc đó, anh sẽ tha hồ bắt lão làm theo ý của mình. Em đúng là lắm mưu nhiều kế. Nè, nói gì đi chứ. Gọi tôi ra đây làm tượng hả? Đêm coi anh là tượng, sao còn giận? Ai nói tôi giận anh? Anh xin lỗi, vì sáng hôm đó anh có nặng lời với em về chuyện của Ái Phương. Tôi đâu có giận gì anh đâu. Đâu cần xin lỗi. Ông giận anh, tại sao em không đi làm? Mà cậu Bình cứ tưởng là anh làm cho em giận, nên chẳng khi nào được yên thân. Nếu không giận anh thì em đi làm để đi. Tại mấy bữa nay em thấy mệt, muốn nghỉ cho khỏe thôi à. Nếu làm cho chú Bình với lại anh thấy khó xử thì em sẽ đi làm. Tôi đã nghiên cứu rất kỹ,
những đối tượng khách hàng là trẻ em, đó là một thị trường vô cùng lớn mà bấy lâu nay chúng ta đã bỏ qua. Xuất phát từ thực tế thì bất kỳ một ông bố hay bà mẹ nào cũng đều muốn cho con của họ những điều tốt đẹp nhất. Họ sẽ lựa chọn những gì tốt đẹp nhất cho con em của họ để đảm bảo cho thiên thần của mình có sức khỏe tốt nhất. Họ lúc nào cũng coi trọng chất lượng của sản phẩm hơn là giá cả của sản phẩm. Trong đề án này, tôi quan trọng hai vấn đề chính. Đó chính là sữa đậu nành dành cho trẻ em và nước sạch dành cho trẻ em. Nhưng mà làm thế nào để chúng ta chiếm lĩnh được thị trường này? Đó phải là một kế hoạch lâu dài mà chúng ta phải tiến hành từng bước. Trước mắt, chúng ta phải chú ý tới tính đảm bảo của chất lượng sản phẩm thông qua hệ quy chuẩn, ví dụ như là đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO. Tiếp đến, chúng ta tiến hành chiến dịch quảng bá sản phẩm sau khi đã đạt tiêu chuẩn ISO trên các phương tiện thông tin đại chúng, ví dụ như là báo mạng, TV, báo viết, vân vân. Hiện nay, xu hướng trò chơi trực tuyến của giới trẻ rất phổ biến. Vì vậy, ta tung hình sản phẩm của mình lên trên mạng sẽ rất là có lợi. Tiếp nữa thì ta nên chú ý tới những chương trình truyền hình dành cho trẻ em. Vì trẻ em xem cũng có nghĩa là bố mẹ cũng xem, để biết được sở thích của con mình. Và ở đây, trẻ em thích xem bằng hình ảnh hơn là bằng lời nói. Vì vậy, ta nên chọn hình ảnh sao cho đơn giản mà độc đáo, dễ nhớ và hợp với trí tuệ của trẻ em. Một khi trẻ đã đòi rồi thì bố mẹ của chúng khó mà từ chối lắm. Ái Phương, cô sao vậy? Dạ, tôi không sao. Giám đốc ngồi xuống đi, để tôi trình bày tiếp. Cô cũng mệt rồi, cô sẽ cài giải thích sau. Bây giờ cô ngồi xuống đi. Phải thú thật, cô làm tôi rất bất ngờ về đề án này. Cô rất thông minh và táo bạo. Cảm ơn cô nhiều nha. Dạ, nhưng mà nó chỉ mới là một đề án thôi à. Nhưng đó là đề án tôi rất thích. À, cô hoàn chỉnh đi, rồi chuyển đi cho tôi nha. Dạ, dân thưa giám đốc. Cô nghỉ ngơi đi nha. Dạ, cảm ơn giám đốc. Chuẩn bị tới đâu rồi cưng? Em đang cho đồ vào vali. Bà chị còn dặn dò gì nữa sao? Cũng không có gì. Chị chỉ muốn nhắc nhở em là làm việc phải cho khéo. Lão già này rất là đa nghi, đừng để sơ hở. Nhưng sao bà chị phải làm vậy? Lão là kép của bà chị mà. Chị nói rồi, lão già này rất là nham hiểm. Mình là phận tầm gửi, phải biết tìm một chỗ có thể đứng chứ cưng. Vậy sao bà chị không tự làm mà phải nhờ em? Bà vợ của lão dữ còn hơn chằng. Còn có con gái thì cũng thuộc loại là hộp đêm. Nếu như mà họ biết chị, đời nào chịu điên cho chị. Còn em, mai đi nước này, mốt đi nước kia, đâu có làm ăn ở đất Sài Gòn này đâu mà sợ. Thôi được rồi, nếu xong việc bà chị phải làm sao cho coi được đó nha. Em nói vậy không khéo á, là tình chị em mình xích mích đó nha. Chị Lily này có bao giờ chơi không đẹp với ai chưa? Alo. Dạ em xong rồi, em xuống liền. Anh Huy Thắng nói là lão Phú tới rồi nè. Thôi em đi nha. Cá cắn câu rồi,
gỡ sao được nữa cơ. Trời ơi, có chuyện gì mà bạn khóc hoài vậy? Có gì thì bà nói đi, cứ khóc hoài vậy khó coi quá. Nè. Chào mọi người, chị Hiếu. Ủa? Có chuyện gì vậy? Em không biết. Em cũng không biết. Em hỏi hoài mà nó không chịu nói. Em, có gì mà khóc hoài vậy? Em khóc mà không nói gì hết, ai mà biết đường giúp em. Tối qua, em bị bọn xấu chặn đường. Bị bọn xấu chặn đường trấn lột. Hả? Trời đất ơi. Ê, vậy em có sao không? Bộ tụi nó lấy hết đồ của em hả? Ừ, nó không lấy gì của em hết á. Không có lấy đồ. Vậy không lẽ bọn chúng đã... Trời ơi, mất đồ con gái rồi. Trời ơi. Cái gì? Cái gì mà tiêu đài con gái chứ? Thì tôi nói là tụi nó không có lấy đồ bà. Nhưng tụi nó... Nhưng có anh văn phòng xuất hiện thì chúng làm gì được tôi? Hả? Hả? Nhỏ này, nó không lấy đồ của em, nó không làm gì em, sao tự nhiên em khóc vậy? Nhưng trước khi mấy anh văn phòng tới, tụi nó đã sờ sổ người em, giờ em còn sợ nè. Thôi, đến đi, không có khóc nữa. Vậy thì để Hiếu sẽ chỉ cho mấy bạn vài chiêu để tự vệ, bảo đảm từ giờ trở đi hả, khỏi sợ bọn xấu đó nữa. Ủa? Chị Hiếu biết võ hả? Wow, sao từ trước tới giờ em không nghe chị nói? Trời ơi, biết võ là để phòng thân thôi mà, đâu phải quên quan khoe khoang. Wow, chị khiêm tốn quá à. Quá khen, quá khen. Nè, bây giờ mọi người đi ra đây. Nè, đi ra đây. Bây giờ á, chị sẽ chỉ cho em. Trước tiên hết á, mọi người phải học cách thủ thế. Coi kỹ nha. Dạ. Nhìn kỳ quá, đổi thế. Đổi thế như vậy nè. Khép vô. Thẳng lên. Dạ. Đầu tiên á, khi mà mình gặp bọn xấu á, thì ví dụ nha, cái cửa này là bọn xấu đi. Trước hết á, là mình phải hít một hơi thật sâu vô bụng. Hít vô. Sau đó thở ra từ từ. Trời ơi, lúc đó sợ muốn chết rồi, làm sao mà từ từ được chị? Cái con nhỏ này, thì bởi vậy mới nói là hết sức cố gắng. Bây giờ nha, coi kỹ ha. Thủ thế. Hít vô. Thở ra từ từ. Sau đó dùng hết sức bình sinh đá thẳng vô bụng kẻ xấu. Coi kỹ chị làm nha. 1, 2, 3. Hey. Chết tôi. Trời ơi rồi. Thật không hiểu nổi em. Công ty là nơi làm việc chứ không phải là đạp xiếc đâu. Em chỉ tính dạy cho bạn vài chiêu tự vệ chứ bộ. Em hay thật đó. Có biết võ vẽ gì đâu mà mày đặt dạy người khác. Cũng may á, là cậu mình chỉ bị xây xác nhẹ thôi. Nếu có chuyện gì á, em đừng có trách anh. Thì cùng lắm là gãy xương thôi chứ đâu có chết đâu ha. Hả? Anh yêu cầu em từ nay tập trung vào công việc. Để em còn gây phiền phức nữa thì em đừng trách anh. Má, thưa má, con mới đi làm về. Con có cái này cho má nè. Sao hôm nay có chuyện gì mà coi con vui vẻ vậy? Đây, má cứ coi đi. Con sẽ lên lầu thay đồ, rồi con xuống, hai má con mình sẽ trao đổi ha. Cái gì đây?
thì má cứ coi đi đã. Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay. Từ hôm về nước tới nay mới thấy nó vui vẻ thoải mái vậy đó. Sao má? Má hơi bất ngờ về đề án này. Chính con cũng bất ngờ nữa đó. Ủa? Đề án này không phải của con à? Dạ không, đó là của giám đốc marketing Ái Phương đó má. Nó còn trẻ mà có những ý tưởng như vậy, rất là táo bạo. Má thấy là nó có năng lực, có bản lĩnh và rất nhạy bén đó. Má, má thấy cái tính đề án này có khả thi không? À, tuy là có phải điều chỉnh đôi chút đó, nhưng mà rất độc đáo. Nếu như mà thực hiện được thì đây là cách làm ăn mới của công ty đó. Dạ. Trẻ em là một thị trường đầy tiềm năng mà chúng ta đã vô tình bỏ qua. Công nhận là giỏi, giỏi thiệt. Vậy là con và má đã không chọn lầm người đúng không má? Chuyện này là phải có thưởng đó nghe. Dạ, con biết rồi má. Thôi, con đi kiếm cái gì ăn đây. Mà Du Mai đâu rồi má? À, Du dẫn em con đi dễ chưa về? Sắp về rồi mà. Má, hay là hôm nay má cho con vào bếp đi, con sẽ phụ cho má. Sao hôm nay lại có hứng thú vô bếp vậy? Ba luôn thích được phụ bếp cho má đúng không? Con là con trai của ba mà. Cha nào con đấy à? À, sau này mà con lấy vợ đó, con nhất định sẽ lấy một người có đức tính giống như má vậy đó. Đừng có giỡn, đi vô, thằng này. Bữa nay phụ làm bếp nghe. Dạ. Má sẽ nấu những cái món mà con thích á. Dạ. Mà sao hôm nay vui vậy, hả? Cứ công việc tốt là con vui rồi má. Ờ, nhưng mà làm gì làm cũng phải nghĩ tới chuyện riêng của mình nha. Với bản thân con thì không khó. Nhưng... đối với bé An thì sao lại dính dáng gì tới em con hả? Không biết là sau này liệu em con có ai thương em con gì không? Má nghĩ là Phương Yến nó sẽ thương yêu, sẽ lo lắng cho Vĩnh An chứ con. Người mà chỉ biết yêu bản thân mình thì làm sao mà biết yêu người khác được hả má? Ủa, con nói vậy là sao? Chả lẽ không biết đâu. Em còn đau quá thì còn khi phải lấy xe lăn làm phương tiện đi lại. Liệu sau này có ai thương em con không? Hay là phải sống như vậy cả đời hả má? Sau này con ở đâu, em con sẽ ở đó. Liệu lúc đó vợ con có thật sự yêu thương và thông cảm cho em con không? Hay là ngao ngán khi phải cưu mang một người tàn tật như em con? Con nói thật với má, nếu chuyện đó xảy ra thì con sẽ vì em con, chứ không thể nào mà chấp nhận một người vợ như vậy đâu. Con hứa với má, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, con cũng không bỏ rơi bé An đâu má. Con nhiều lắm. Còn má nữa, má đã ở vậy thờ ba con từng ấy năm đủ rồi. Sao con lại nói vậy? Con nói vậy con sợ ba buồn sao? Ba càng buồn hơn khi thấy má cứ sống thu thủ một mình như vậy. Ha ha ha.
Tao nói với mày bao nhiêu lần rồi mà mày có nghe đâu. Tao hận quá à. Tao đá trúng ngực chú Bình, chú ấy té xuống đất. Lúc đó tao chỉ muốn đập đầu xuống đất chết cho rồi đi. Sao tao lại đối xử với người cưu mang tao như vậy chứ? Thì mày cũng vô tình thôi mà. Nhưng tao không có tha thứ cho tao được. Tao cũng không hiểu tại sao anh Vũ Minh lại không cảm nhận được tình cảm của mày nữa. Có khi nào tại mày cứng nhắc quá không? Mày á, nói một câu, ảnh nói một câu, là mày cãi lại một câu à. Đến tao đi nè, còn thấy khó chịu nữa, huống chi là ảnh. Vậy giờ tao phải làm sao? Nếu như mà tao mà gặp được người đàn ông mà tao thích á, thì tao sẽ quan tâm tới người đó. Tao sẽ rất là nhẹ nhàng và có những cử chỉ dịu dàng và ân cần với người đó, mày biết không? Nhưng mà tao đâu có làm được như những lời mày nói đâu. Tao cũng muốn dịu dàng mỗi khi gặp ảnh lắm, nhưng mà hả, mỗi khi nhìn thấy cái mặt của ảnh, rồi nghe mấy câu nói cộc lốc của ảnh, máu điên trong người của tao nó nổi lên à. Tao kìm không có được. Mày mà cứ như vậy á, ai chịu nổi mày? Vậy thì tao phải làm sao giờ? Thì bây giờ mày phải tự rèn mình và thay đổi bản thân đi. Nếu như mà mày dịu dàng và quan tâm hơn tới ảnh, thì tao nghĩ là anh Minh sẽ nhìn mày bằng con mắt khác á. Nhưng mà anh vậy thì lép vế quá. Trời ơi, trong tình yêu mà cứ so bì như vậy là sao? Mày không nghe người ta nói hả? Chinh phục tình yêu đó. Nếu như mà mày không chinh phục được người ta, thì làm sao người ta chinh phục mày được? Mà con gái phải để người ta chinh phục mới đúng chứ. Quan niệm đó chỉ đúng một phần thôi. Quan trọng á là nếu như mày thích ai, thì mày phải làm cho người đó thích mình. Phải đâm vào điểm yếu của họ. Ê, vậy theo mày điểm yếu của anh Vũ Minh là gì vậy? Tao chỉ coi anh Vũ Minh là bạn thôi, nên tao không có quan tâm. À, nhưng mà đàn ông á thường giống nhau ở điểm là thích được quan tâm và thích dịu dàng. Ai chăm sóc tốt cái dạ dày của họ thì bạn sẽ lấy được cả trái tim của anh ta đó. Mày lấy đâu ra mấy cái triết lý suông đó giờ? Thì mày cứ thử coi. Công việc tuần này á, chúng ta thống nhất là như vậy. Trước khi mọi người trở về vị trí làm việc, tôi xin có một thông báo quan trọng. Sắp tới công ty của chúng ta từng bước sẽ áp dụng tiến tới tiêu chuẩn ISO 9001-2008 để tiến lên xây dựng, để đạt được chứng nhận của tiêu chuẩn này. Tôi đã làm việc bên công ty tư vấn thông qua ban lãnh đạo của ISO chuyên trách thực hiện kế hoạch này. Và đây là danh sách của những người nằm trong ban ISO của công ty. Sau buổi họp này, chị thư ký sẽ dán lên các phòng ban của công ty cho mọi người cùng biết. Nhân đây tôi cũng xin thông báo luôn, giám đốc marketing sẽ làm phó ban ISO. Chú Tính sẽ làm đại diện cho ban lãnh đạo của công ty và quản lý ISO của sản phẩm. Tuần sau, bên tư vấn sẽ có một khóa đào tạo nhận thức chung về ISO. Cho nên các bộ phận phải chuẩn bị bố trí nhân sự, không làm ảnh hưởng đến việc sản xuất. Trước mắt là như vậy. Còn các hoạt động khác, tôi sẽ thông báo sau.
Rất mong mọi người cùng quyết tâm để chúng ta đạt cho bằng được kết quả này. Xin cảm ơn. Được. À, dự án này cũng được. Thôi, bây giờ cảm ơn anh tôi nha. Tôi thấy hơi bị chua đó bà ơi. Không đợi tôi nhé. À, cô Phương, cô có thắc mắc gì không? Dạ không, tôi sẽ cố gắng làm hết sức. Tốt, tôi mong là công ty của chúng ta sẽ sớm đạt được tiêu chuẩn này. Dạ, tôi cũng mong như vậy. Má của tôi rất khen về đề án của cô đó. Cô sẽ được thưởng đó nha. Thôi, tôi đi làm việc đây. Dạ. Vậy là đề án của mình được chấp nhận rồi. Em muốn chứ. Hay là anh gửi qua email cho em đi. Chút nữa em gửi địa chỉ cho anh nha. Ừ, vậy cũng được. Dạ, mời anh. Dạ, mời chị ạ. Cảm ơn. Cảm ơn em. Cô uống nước đi. Anh đã giúp tôi rồi mà bây giờ còn mời nước tôi nữa. Tôi ngại quá à. Tôi xin lỗi, tôi vô duyên quá. Đâu có gì đâu. Tôi thấy anh còn vui tính nữa đó. Ở công ty đâu bao giờ tôi thấy anh cười đâu. Ở công ty á, bên cô tôi thấy rất là yên tâm về công việc. Còn ở đây á, không khí rất là thoải mái. Cho nên tôi cười hơi vô duyên như vậy. Cô đừng cười tôi nha. Trời ơi, ai đâu mà dám cười giám đốc chứ. Nè, ở đây làm gì có giám đốc chứ. Ở đây chỉ có Vĩnh Khang đang nói chuyện với Ái Phương thôi. Mà tôi cũng muốn vậy nữa. Ngoài công việc ra, cô đừng kêu tôi là giám đốc nha. Cứ gọi tên là được rồi. Cô làm việc này được bao lâu rồi? Từ lúc tôi học đại học. Lúc đi học á, làm thêm thì cũng phải. Còn bây giờ đi làm rồi. Bộ tôi trả lương ít lắm hay sao mà cô phải đi làm thêm vất vả như vậy? Không, tôi làm việc này vì tôi yêu thích nó. Một phần tôi cũng muốn giúp mẹ tôi. Hơn nữa, công việc này sẽ làm cho càng ngày càng có thêm nhiều người biết đến lò bánh tráng của quê tôi hơn. À, vậy bánh đó lấy từ quê cô hả? Ừ, bánh của mẹ tôi làm á. Vậy mà tôi không biết. Món bánh tráng này á, được làm từ quê tôi á. Nói thì ai cũng biết hết á. Nhưng mà ít có ai biết được là món bánh tráng này được sản xuất từ quê của tôi hay là những nơi khác. Vì rất ít sản phẩm làm ra có thương hiệu. Nếu sau này có điều kiện, tôi sẽ xây dựng thương hiệu riêng cho bánh của quê tôi để mọi người cùng biết đến. Tôi đồng ý với cô đó. Tại vì riêng bản thân tôi nè, tôi cũng không biết hương vị bánh đặc biệt của quê cô là như thế nào nữa. Hôm nay thì hết rồi. Thôi, để lần sau đi, tôi sẽ mời anh thưởng thức nha. Bánh ngon lắm đó. Cô nhớ nha. Hôm nay có cô Tiên mang đồ ăn đến cho anh. Anh mời em ăn chung nghe. Có cô Tiên nào mang cho anh hả? Vậy anh ăn một mình đi, em đâu có dám ăn được. Ăn một mình thì đau thức, làm một mình thì cực thân. Anh thích ăn hai mình. Em đi lấy nước nha.
Thôi khỏi, anh có nè. Mày anh ăn trước đi. Vậy chị hôm nào cô Tiên cũng mang đồ ăn đến cho anh thì tốt biết mấy. Hãy chăm sóc cái nhà vậy của anh ta sẽ cho cả trái tim. Mày hiểu chưa?